Hello, xin chào mọi người nha. Thì hôm nay kiểu đang là ngày nghỉ của Hùng á. Thì Hùng đang ngồi trước cái khu trò của Hùng á. Xong rồi cũng có muốn làm một cái video. Video này là Hùng muốn dành cho hai người chị của Hùng. Đây là hai người chị mà đã giúp đỡ Hùng rất là nhiều trong cái khoảng thời gian mà đang ở bên Nhật á. Thì hai người chị của Hùng là một là chị Hạnh, hai là chị Thuyết. Thì đây là hai hai người chị mà kiểu là cùng quê cùng 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 quê Quảng Trị với Hùng. Xong rồi mấy chị em lại ở vùng Hokkaido, một người một nơi. Nhưng mà kiểu hai chị kiểu như Hùng rất là quý, coi như là hai chị gái trong gia đình ấy. Tại vì các chị lớn, xong rồi các chị cũng đi trước, biết được nhiều thứ, dặn dò, xong rồi quỷ thương. Nói chung là giờ hôm nay muốn làm để nín đấy, giống kiểu các chị nói bắt đầu là nín đấy. Ok, em đang nín các chị đấy nha, các chị vẫn cứ cố gắng thương em nha. Thì tại vì đang mà Hùng muốn làm video này là vì Hùng cũng ở Nhật bây giờ là cũng được 2 năm rồi, thì cũng tiếp xúc rất là nhiều người. Nhưng mà ở hai chị thì luôn có một cái sự quan tâm và tình cảm rất là nhiều đến dân dân đến cho Hùng ấy. Thì bây giờ là Hùng sẽ xin kính lão Lắc Thọ nha. Thì Hùng sẽ nói về chị Hạnh trước. Chị Hạnh á là chị quê ở Cam Lộ. Chị sang Nhật được Hùng tháng 6 sang năm, tháng 6 2021 ấy là chị sẽ hết hạn. Mà Hùng đến tháng 10 là chị qua trước Hùng đến tận 4 5 tháng gì đấy. Thì hai chị em có cái duyên là như thế này nhá. Thì cái đợt đấy là Hùng mới sang Nhật, mới về ở cái vùng Hokkaido này. Sau đó rồi Hùng cũng có đi kiểu siêu thị, đi chỗ đấy thì chỗ bán áo quần ấy, thì cũng đi kiểu là lúc đấy mới sang màng chưa có, rồi đường xá chưa biết, là mân mò từ đi đi theo kiểu là tìm hiểu, đi tìm tòi. Thì vô tình là gặp chị cũng đi mua đồ, thế là bắt đầu kiểu như là mới sáng tự nhiên thấy người Việt mừng mừng đừng hỏi nè, ô người Việt à, người Việt à, rồi bắt đầu nói chuyện các thứ. Chị là người ba người, nhưng mà chị là người nhân viên nhất trong ba người á. Chị nói là hỏi thăm, nói ở chỗ mố ở chỗ nào ấy, xong rồi nói là em ở Quảng Trị, chị cũng ở Quảng Trị đấy. Xong rồi hai chị em nói chuyện kiểu hỏi thăm vài kiểu vài câu vậy. Xong bắt đầu là xin Facebook, mà lúc này chưa có mạng, mà xin Facebook là không biết xin kiểu gì hết. Mà bắt đầu cứ nói là cho cái Face về nhà tìm cả chị cả Hùng. Thì Hùng cũng sau này gặp lại thì chị cũng có nói là hai chị em cũng tìm lại, tìm nhau về nhà có mạng rồi tìm lại nhau mà không tìm được. Lúc nữa là còn chưa biết là có cái hội nhóm Hokkaido hay là các cái hội nhóm để lên đó mình đăng mình tìm ấy, không có luôn. Thì buồn lắm, buồn kinh khủng. Cái giai đoạn đó buồn, nghĩ nói trời ơi, gặp được một người cùng quê ở cái vùng gọi là như không nói là khỉ ho co gáy, tại vì ở vùng hùng quê mà. Xong bắt đầu trời ơi, tiếc đừng hỏi nè. Xong mãi nha, mãi mãi đến phải gần một năm rưỡi, hơn năm rưỡi chứ, lâu mới tìm lại hai chị em, mới tìm lại nhau đấy chứ mấy. Nói chung là vô tình có một cái bài bình luận của một cái người kia, xong bắt đầu là kiểu hai chị em lại bắt chuyện với nhau, xong bắt đầu nói nhắc lại chuyện quá khứ ngày xưa đã gặp nhau. Ôi trời ơi, mừng đừng gọi nè. Tóm lại là chị Hạnh là người đầu tiên, người Việt đầu tiên mà kiểu như là cùng quê mà gặp ở bên này đầu tiên ấy. Mừng đừng gọi, mừng ghê gớm luôn. Kiểu sau khoảng một thời gian dài trong hai chị em mất liên lạc với nhau, không tìm được nhau, sau là tìm lại được, mừng kinh khủng luôn. Chị thì ở từ Hùng mà lên chị là phải đi tầm 6 ga 6 7 ga gì đấy, nó tổng lại là đi hơn 30 phút đi tàu gì đấy. Chị thì làm đơn trứng, chị qua đây làm về đơn trứng ga, nhưng mà chị rất là tốt, tuyệt vời luôn. Nói chung là lo lắng rồi chị bảo rồi chửi rồi nói những cái gì mà không sai, cái gì mà không đúng. Nói chung video hôm nay thì muốn tri ân, muốn cảm ơn chị ấy. Thì người chị đầu tiên là chị Hạnh nhá, nói chung rất là tuyệt vời luôn. Rồi tiếp tục thì tiếp đến là người chị thứ hai.
Đây là chị Thuyết. Thì chị Thuyết là quê ở Cửa Việt. À lộn, Cửa Tùng. Chị ở Cửa Tùng nhầm. Do Vĩnh Linh nhá. Chị ở Cửa Tùng, Vĩnh Linh. Thì chị sang Nhật thì sau Hùng. Chị sang sau Hùng là Hùng qua tháng 10. Thì chị lấy qua tháng tháng 2. Tháng 10 Hùng là qua tháng 10 2018, chị qua tháng tháng 2 tháng 3 năm 2019 ấy. Mà chị cũng đi sau Hùng có như là nửa năm đi. Thì chị Hành là qua trước Hùng nửa năm. Chị Thuyết thì qua sau Hùng nửa năm. Chị Thuyết thì cũng là một người chị mà rất là tuyệt vời. Ngày xưa mà kiểu trong các cái cuộc họp mặt của hội đồng hương, chị như là một người mẹ, chị lo lắng, chị từng ly từng tí ăn cái gì, uống cái gì, rồi tổ chức ra sao, mua đồ sao cho rẻ, tính toán rồi lo dọn dẹp nấu nướng thề luôn. Nói chung là chị tuyệt vời, đừng hỏi luôn, làm rất nhiều thứ luôn. Thì kiểu là thời gian gặp chị Hành trước, nhưng mà do hai chị em mất liên lạc mãi sau mới gặp được. Còn chị Thuyết thì cũng vô tin là kiểu đăng trên nhóm á, nó có ai ở Quảng Trị không, thì hai chị em cũng cũng có nói chuyện sơ sơ rồi bắt đầu lên kế hoạch là để lập ra nhóm rồi tìm đồng hướng Quảng Trị ở bên Hokkaido này, Hokkaido Nhật Bản này. Thì bắt đầu tìm được một số người rồi hẹn gặp nhau lần đầu tiên năm Hùng nhớ là ngày 20 tháng 10, 20 tháng 10 là năm 2019 ấy. Bắt đầu là lần đầu tiên là nhóm gặp nhau, ra mắt nhau. Đợt đấy thì nói chung là mấy chị em tổ chức một cuộc ăn uống tại nhà chị, tại ở cái chỗ khu chị ở, vui đến gọi nè. Ôi ôi, kiểu mới lên đâu gặp nhau mà cảm giác như thân thiết á, rồi ốm rồi các thứ nói chung vui đến gọi, cảm giác thân thiết đến gọi luôn. Sau cuộc đấy rồi cũng có nhiều cuộc khác xảy ra gặp nhau nữa, thì tình cảm chị em đi lên, rồi còn điện thoại tâm sự chuyện này chuyện kia rất là vui. Nói chung hai người chị mà Hùng thấy là rất là lo lắng cho Hùng. Video hôm nay thì em rất là cảm ơn hai chị nhá. Nếu như hai chị mà có xem được cái video này á, thì cũng mong rằng là hai chị sẽ nhận cái tình cảm của em. Có thể là bản thân em còn nhiều cái chưa được, còn nhiều cái đang còn sai sót, rồi đôi khi làm cho các chị buồn, nhưng mong rằng là các chị đừng đừng bỏ em, đừng bỏ rơi em. Có cái gì đó mà chưa được chưa phải thì các chị nói, em sẽ luôn lắng nghe và nghe nghe và sẽ thay đổi để cho tốt hơn. Còn cái duyên cái số mấy chị em mình gặp nhau ở bên Nhật, nhưng mà em muốn là lưu giữ lại để sau này về Việt Nam nữa, rồi còn cả gia đình rồi xa xa hơn nữa ấy. Nên là hôm nay em muốn làm một cái video này là em muốn chốt lại là em luôn coi hai chị là người người thân trong gia đình của em. Có thể là các chị không coi em như người thân, nhưng mà em là luôn coi các chị như người thân đấy. Trong video thì nhiều khi để mà diễn đạt được một cái ý đâu cũng khó, tại vì ngồi ngồi một mình nói với lại cái điện thoại thế này khó lắm. Tất nhiên là ngồi trước mặt xong rồi đi ăn đi uống á, hoặc là có những cái việc gì đó khó khăn và giúp đỡ nhau được thì nó tình cảm nữa. Nhưng mà thôi kệ, khoe với thiên hạ vậy, khoe với mọi người là Hùng có hai người chị rất là tuyệt vời. Mong rằng là cái khoảng thời gian ở bên Nhật hoặc là ở đâu cũng được, là kiểu hai chị luôn khỏe mạnh, luôn vui vẻ thoải mái, rồi có cái gì khó khăn cần em giúp đỡ thì cứ nói, em mà giúp được là em giúp. Sau này mà có về Việt Nam á, thì một chút thời gian lên nhà em để ba mẹ em đãi bữa cơm. Nói chung ba mẹ em là rất quý hai chị luôn, tại vì em quý ai, em thương ai thì ba mẹ cũng rửa thôi. Ba mẹ em rất là kiểu
nghe những lần em tâm sự về chuyện hai chị như thế này thế kia là bao nhiêu rất là vui luôn. Mong rằng là cái tình cảm này là của mấy chị em mình là vẫn cứ giữ mãi. Ok, video thì nó cũng hơi dài một tí nhưng tóm lại là video mang tính chất nín đấy. Em nín như rửa ống vậy có được hay không, nhưng mà thôi thì cũng là cái tấm lòng của em á, nên là mong mọi chị nhìn cho nhá. Ok luôn, cảm ơn hai chị nhiều, cảm ơn mọi người nhiều nhá, cảm ơn mọi người đã một chút thời gian để lắng nghe Hùng nói. Nói chung là mình ra cuộc đời, ra ngoài xã hội, Hùng nghĩ là thứ nhất là mình chân thành, thứ hai là mình hãy trân trọng những cái gì mà mình thấy gọi là mình cảm giác đó là mình nó tốt, nó đáng được trân trọng, rồi hãy quý những người mà đã từng giúp đỡ mình. Này thì Hùng thấy cố gắng để làm nắng mà đừng có gây thù hận chi với ai hết, thêm bà này bớt thù các, cứ vui vẻ cứ thoải mái, mình đừng có sân chi chi với đời, còn mình giúp được người ní thì sẽ có người khác giúp đấy. Thì Hùng cũng đi giúp rất là nhiều người, bây giờ gặp được hai chị là giúp đỡ lại Hùng, đó là một chút chi đó nhân quả đấy. Ok nha mọi người, cảm ơn mọi người nha, cảm ơn mọi người đã xem video nha. Nếu mà thấy video này nó hay thì đừng quên cho Hùng xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh để ủng hộ Hùng với nha. Có ý tưởng gì thì comment về phía dưới để Hùng biết, Hùng có thể làm cho mọi người xem nha. Cảm ơn mọi người nhiều, cảm ơn hai chị nhiều nha.